Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Chính phủ và các cấp ngành vừa phát động tuần lễ an toàn lao động lần thứ 2 với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Với chủ đề này thì trong trường quay hôm nay thì chúng tôi có mời đến bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để làm rõ những nội dung xung quanh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Trước mắt xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, có thể nói rằng là cái công tác an toàn vệ sinh lao động nó không chỉ góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động mà nó còn tác động đến cái sự thành bại của cả doanh nghiệp đó. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì cái công tác này được thực hiện như thế nào? Thời gian qua thì công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm, và các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động thì đã được nhiều cái người sử dụng lao động và người lao động biết đến và chấp hành tương đối là tốt. Các cái quy định chẳng hạn như là trang cấp bảo vệ phương tiện cho người lao động, rồi đăng ký các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, rồi cái công tác huấn luyện tập huấn cho người lao động về cái an toàn vệ sinh lao động, rồi khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện các bệnh nghề nghiệp sớm thì cũng đã được các cái doanh nghiệp quan tâm chú trọng. Bên cạnh những cái doanh nghiệp đơn vị thực hiện tốt cái công tác an toàn vệ sinh lao động thì vẫn còn nhiều cái đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có cái quy mô nhỏ và doanh nghiệp tư nhân thì đang còn cái vấn đề này đang còn hạn chế. Vâng, có thể nói rằng là cái tai nạn nghề nghiệp nó diễn ra trong nhiều lĩnh vực. Vậy thì theo quá trình theo dõi của ngành lao động thương binh và xã hội thì trên địa bàn tỉnh thì nó thường xảy ra ở những cái lĩnh vực nào? Thời gian qua thì cái tình hình về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang còn có diễn biến nhiều cái phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong năm 2017 thì toàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ tai nạn lao động và làm 9 người chết, 20 người bị thương. Và các cái vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu ở các ngành nghề có nhiều cái yếu tố nguy hiểm và có hại như trong các cái lĩnh vực xây dựng và khai thác khoáng sản. Vâng, trong những cái vụ tai nạn như vậy thì để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì các cấp ngành đã vào cuộc như thế nào? Đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp khi tai nạn xảy ra thì họ thiếu cái kết nối với các cơ quan chức năng. Vậy thì cái tình hình này được xử lý thế nào trên địa bàn tỉnh? Hiện nay thì cái thực tế là có những vụ tai nạn lao động tại các doanh nghiệp nhưng các chủ doanh nghiệp không khai báo với các cơ quan chức năng. Đấy, và có những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này như là các doanh nghiệp không biết đến các quy định, cũng như là các doanh nghiệp biết nhưng mà không muốn gặp rắc rối với cái pháp luật, và chủ doanh nghiệp thì cũng muốn né tránh cái trách nhiệm đối với người lao động và không muốn gây phiền phức cho doanh nghiệp, cho nên là họ không khai báo và có thể là thỏa thuận với người lao động. Đấy, và những cái vấn đề quyền lợi của người lao động bị tai nạn lao động nhưng không được người sử dụng lao động khai báo với các cơ quan chức năng thì hiện nay người lao động được hưởng rất nhiều cái chế độ. Khi bị tai nạn lao động, người lao động sẽ được bồi thường cái hoặc trợ cấp rồi chi phí các cái khoản trong cái việc là khám chữa bệnh, điều trị cái tai nạn lao động, rồi phục hồi cái chức năng, và bảo hiểm xã hội thì chi trả cái chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng, và trợ cấp phục hồi chức năng, miễn học phí cho con em trong cái độ tuổi đi học. Còn với người lao động được tham gia bảo hiểm bắt buộc thì đối với những trường hợp mà tai nạn lao động mà trách nhiệm điều tra của doanh nghiệp, có nghĩa trách nhiệm điều tra cho doanh nghiệp ở đấy là những vụ tai nạn lao động làm một người bị thương nặng hoặc làm bị thương nhẹ một người, thì nếu doanh nghiệp vẫn làm đầy đủ các thủ tục theo quy định về cái hoạt động điều tra tai nạn lao động mà không khai báo thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ tai nạn lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Còn đối với những trường hợp mà tai nạn lao động mà trách nhiệm điều tra của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, như là làm hai người bị thương nặng trở lên và tai nạn lao động có chết người, thì nếu doanh nghiệp không khai báo với đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh thì người lao động không được hưởng chế độ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Và với những người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người sử dụng lao động cũng phải chi trả toàn bộ chế độ cho người lao động
bị tai nạn theo các cái quy định của pháp luật. Do đó có những trường hợp người sử dụng lao động không khai báo tai nạn lao động nhưng thỏa thuận với nạn nhân hoặc gia đình của nạn nhân để bồi thường trực tiếp cho nạn nhân với cái số tiền bằng hoặc lớn hơn quy định của nhà nước. Còn có nhiều trường hợp thì người sử dụng lao động thỏa thuận với nạn nhân hoặc gia đình ở bồi thường ở mức ít hơn so với mức quy định của nhà nước, nhưng mà hai bên thỏa thuận được thì cũng đảm bảo được. Vâng, hiện nay thì theo bà thì có những cái khó khăn như thế nào trong cái việc mà hạn chế tai nạn lao động hoặc là xử lý những cái vụ tai nạn do lao động xảy ra trên địa bàn? Cái khó khăn nhất theo tôi đó là cái nhận thức và cái tuân thủ các cái định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Đấy, bởi vì là muốn nói gì thì nói, anh nhận thức đúng thì anh sẽ có cái hành động đúng. Vâng, thưa bà, luật an toàn vệ sinh lao động đã được Quốc hội thông qua năm 2015, trong đó mở rộng đối tượng áp dụng là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động cũng được bảo hộ theo cái luật này. Vậy thì bà có thể cho biết rõ hơn về những cái vấn đề này? Tài khoản 4.5 của điều 4 của luật an toàn vệ sinh lao động có quy định nhà nước có chính sách hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, làm các cái công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, xây dựng cơ chế đóng hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa và giảm thiểu khắc phục rủi ro cho người lao động. Trường hợp tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 2 người trở lên đối với người lao động làm công việc không theo hợp đồng lao động cũng được điều tra bởi cái đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh. Và định kỳ 6 tháng hàng năm thì Ủy ban Nhân dân cấp xã là phải thống kê và báo cáo cái tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, để Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổng hợp và báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Và hàng năm thì Ủy ban Nhân dân các cấp cũng phải bố trí nguồn lực để tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, rồi phổ biến giáo dục về pháp luật an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, ưu tiên cho cái việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm cái công việc không theo hợp đồng lao động. Và trong thời gian tới thì Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã có văn bản để hướng dẫn chỉ đạo các cái quy định của luật an toàn vệ sinh lao động đối với người làm công việc không theo hợp đồng lao động. Vâng, trước những cái điểm mới về những quy định của luật an toàn vệ sinh lao động và thực tế đang diễn ra nhiều vấn đề trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn, vậy thì theo bà thì chúng ta cần tập trung những cái giải pháp thế nào để mà giảm thiểu và đảm bảo cho người lao động được lao động trong môi trường an toàn vệ sinh sạch sẽ? Vâng, thì để nâng cao hiệu quả và chất lượng của cái công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu cái tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ đó thì giảm cái thiệt hại về người và tài sản và vật chất của doanh nghiệp, xã hội, thì thiết nghĩ trong thời gian tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải tăng cường và tập trung làm tốt các cái nội dung. Thứ nhất đó là cần phải tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn huấn luyện về cái công tác an toàn vệ sinh lao động để nhằm nâng cao cái nhận thức cho kể cả người sử dụng lao động và người lao động và mọi tầng lớp nhân dân. Thứ hai là cần phải tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, và cũng biểu dương, khen thưởng kịp thời các cái tập thể, cá nhân thực hiện tốt cái công tác an toàn vệ sinh lao động, và sẽ xử lý nghiêm những cái trường hợp đơn vị, doanh nghiệp thực hiện không tốt, không nghiêm túc cái luật an toàn vệ sinh lao động. Và cùng với đó thì cũng sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt cái luật an toàn vệ sinh lao động, và tăng cường cái công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, các địa phương, và sự phối kết hợp giữa các cơ quan ban ngành từ tỉnh đến cơ sở trong cái hoạt động thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn cả toàn tỉnh. Vâng, xin cảm ơn bà về những thông tin đã trao đổi. Thưa quý vị, qua những cái thông tin trao đổi của bà Hồ Thị Châu Loan,
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chúng ta có thể hiểu rõ về những cái quy định trong cái lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cái đơn vị lao động nói chung. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã tham gia theo dõi.